Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ba Hàng Nhật. Xin giới thiệu cho mọi người em đồng hồ Citizen đánh chuông gông đồng, hai gông mọi người nhé. Tiếng chuông rất là to, cứ nửa tiếng tròn giờ đánh một lần. Cứ tròn giờ thì đánh chuông và đánh theo số tiếng. Ví dụ như 6 giờ thì sẽ đánh 6 tiếng. Các bác cũng vừa xem rồi. Cái tiếng chuông cực kỳ to, nhiều bác thích dòng đồng hồ điện tử, không phải thích dòng chuông cơ nhưng mà lại là dòng điện tử, bởi vì là nhiều người không thích lên dây cót, hơi lười, không muốn lên dây cót, thì những em này chinh rất là phù hợp. Em này kim trôi mọi người nhé, sản xuất tại Nhật luôn. Mặt số trắng ở trên cái nền gỗ vàng này rất là nổi bật. Cái bộ phận loa của chiếc đồng hồ này đây, các bác không thích chuông thì có nghe chuông thì có thể ập tắt chuông đi. Em này chỉnh giờ rất là dễ dàng. Cái nút ở đây em vừa chỉnh thôi. Mình chỉnh thì mình xoay một vòng là chỉnh theo giờ mình mong muốn, bỏ tay ra là xong thôi, rất là dễ. Em sẽ chụp chi tiết cái máy cũng như là cái gông đồng của chiếc đồng hồ này cho mọi người xem chi tiết hơn, thì dùng rõ hơn. Kích thước của em này là 33x33, mã là 724. Mọi người có thể tham khảo trên tất cả các kênh bán hàng của shop, mã là 724. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.